Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trong số 45 cụm công nghiệp đã thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì có tới 12 cụm đang chậm tiến độ. Trước thực trạng này, các ngành, các địa phương đang tập trung rà soát, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng cụm công nghiệp. Quan điểm của tỉnh là đồng hành, chia sẻ cùng chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhưng cũng sẽ kiên quyết xử lý thu hồi đối với những dự án chậm trễ do nguyên nhân chủ quan từ chủ đầu tư. Dự án cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc được thành lập từ năm 2019, diện tích quy hoạch 50 ha, chủ đầu tư là công ty cổ phần 1268. Dù đã được điều chỉnh gia hạn tiến độ nhiều lần, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn không phối hợp triển khai dự án. Trước thực tế này, ngày 13 tháng 10 năm 2023, Sở Công Thương đã có tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét không gia hạn tiến độ thực hiện dự án và giao Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc thông báo tiếp nhận lựa chọn chủ đầu tư khác để đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định. Và tỉnh đã gia hạn đến 3 lần. Thì đến lần thứ 4 thì nhà đầu tư đã khẳng định là không có khả năng để làm. Cụm công nghiệp không được đầu tư thì đó là một thiệt thòi của huyện trong công tác thu hút đầu tư. Trong số 12 cụm công nghiệp chậm tiến độ, hiện có 5 cụm xuất phát từ nguyên nhân do vướng thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước, vướng về giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất nông nghiệp. Một cụm phải tạm dừng do vướng quy hoạch khác và 6 cụm chậm trễ do vướng mắc từ phía nhà đầu tư. Đến nay, Sở Công Thương đã có tờ trình tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét không gia hạn tiến độ cụm công nghiệp Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy và cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Đối với các cụm còn lại, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đôn đốc chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ quy định. Như Xuân thì hiện nay đang có cái dự án cụm công nghiệp Xuân Hòa, chủ đầu tư đang có một cái cam kết là sẽ trong tập trung máy móc và tiếp tục triển khai thi công vào tháng 11. Về phía địa phương thì ta sẽ có cái trách nhiệm đôn đốc đối với doanh nghiệp. Trường hợp mà doanh nghiệp không triển khai thực hiện tiếp tục thì chúng tôi sẽ báo cáo Sở Công Thương đề nghị là có thể là chấm dứt các cái hoạt động đối với doanh nghiệp. Cho đến nay thì tập đoàn cũng đã bố trí nhân lực, vật lực, tài chính để bám sát theo cái tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên trong khoảng thời gian qua thì có một số với khó khăn khách quan và chủ quan. Tuy nhiên cùng được sự đồng thuận và tạo điều kiện với địa phương, tôi tự tin rằng là dự án sẽ sớm đi vào hoạt động và đạt được các tiêu chí mà cùng tỉnh ủy ban tỉnh kỳ vọng. Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp là cơ sở để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Thực tế, công tác thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thời gian qua cho thấy tiến độ đầu tư cụm nhanh hay chậm phụ thuộc rất lớn vào năng lực của chủ đầu tư và sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương trong toàn bộ quá trình triển khai dự án. Làm thế nào để tháo gỡ các khó khăn, rút ngắn thời gian thực hiện, sớm đưa các dự án cụm công nghiệp đi vào hoạt động? Đây cũng sẽ là vấn đề được lựa chọn đưa ra chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sắp tới. Để đưa du lịch trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, huyện Lang Chánh ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch tự nhiên gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Định hướng này đang tạo nền tảng để nhiều sản phẩm du lịch của Lang Chánh ra đời trong thời gian tới. Huyện Lang Chánh có khá nhiều tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Tại đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc Thái Mường như lễ hội Trá Mùn, lễ hội múa Cột Bông, lễ hội Chí Linh Sơn. Thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, từ năm 2021 đến nay, huyện Lang Chánh đã quy hoạch một số điểm du lịch như khu du lịch sinh thái bản Cát Năng, thác Mà Hào tại xã Chí Nang, quy hoạch phát triển khu ruộng bậc thang bản Ngàm Bốc xã Yên Thắng, khu du lịch cộng đồng Suối Đang bản Ngày xã Lâm Phú. Đến nay, Lang Chánh có gần 20 cơ sở lưu trú với năng lực phục vụ trên 250 lượt khách một ngày đêm. 10 tháng đầu năm 2023, Lang Chánh đón khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Trong nghị quyết thì cũng đã phân công cụ thể các đồng chí thường vụ rồi các đồng chí chấp hành phụ trách các xã thị trấn để chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đấy thì huyện cũng triển khai các kế hoạch, các văn bản kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ để phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lang Chánh. Và trong thời gian qua thì đối với huyện Lang Chánh thì chúng tôi đã tổ chức ở các địa bàn như Chí Nang, rồi Yên Thắng, Lâm Phú và đang xây dựng cái mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn và cũng đang lan tỏa với mong muốn thực hiện nghị quyết này sẽ xây dựng bền lâu trên địa bàn huyện và phát huy để bà con nhân có thu nhập
trong quá trình thực hiện về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lang Chánh. Sau khi được triển khai làm homestay, làm du lịch đối với các hộ thì qua quá trình thực hiện làm thì nó cũng phát sinh thêm một số cái yếu tố, nhất là giải quyết được cái nhận thức của bà con, ví dụ như các hộ bên cạnh thấy các hộ cũng làm là rất tốt thì các hộ cũng từ đó du khách về đây thì cái gì cần, đúng không ạ, nhu cầu của bà con, bà du khách cần thì bà con cũng trồng, ví dụ như là rau cải rừng chẳng hạn, rau cải đồi rẫy và chăn nuôi gà sạch hoặc vịt sạch để cung cấp cho du khách để được bữa ăn rất là ngon. Rồi sau đó thì cũng giải quyết được một số cái việc làm đối với các hộ bên cạnh. Lang Chánh đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 huy động khoảng 770 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ hiện đại. Đến năm 2030, đưa du lịch trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy các ngành nghề, dịch vụ phát triển. Du lịch Lang Chánh từng bước nằm trong top đầu của các huyện miền núi trong tỉnh. Trong khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng liên tiếp ban hành hàng loạt công văn về bảo tồn chim hoang dã, chim di cư, thì ghi nhận tại thành phố Sầm Sơn, tình trạng buôn bán các loại chim tự nhiên vẫn diễn ra công khai. Những hình ảnh này ghi lại vào khoảng một tháng trước. Đây là lúc lực lượng kiểm lâm ven biển Thanh Hóa kiểm tra đột xuất tại chợ Cột Đỏ thuộc phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn. Tranh cãi, giành giật, che giấu. Người bán dường như vẫn không ý thức được việc làm này là trái pháp luật. Điều này gây khó khăn rất lớn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Còn đây là hình ảnh chúng tôi vừa ghi lại vào ngày 1 tháng 11 năm 2023. Thay vì ngồi trong chợ, người bán chuyển sang ngồi phía đối diện chợ. Đáng nói là tình trạng này diễn ra mà không có bất kỳ lực lượng chức năng nào của phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn xử lý. Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, tại công văn số 14276 ngày 12 tháng 11 năm 2018, nếu địa phương nào còn để xảy ra tình trạng răng lưới bẫy bắt chim hoặc mua bán vận chuyển chim hoang dã trên các tuyến đường, tuyến phố, thì tùy tính chất, mức độ vi phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước liên tục được nhắc lại trong các văn bản chỉ đạo gần đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, vụ việc ghi nhận tại phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn cho thấy địa phương có dấu hiệu buông lỏng quản lý trong bảo tồn chim hoang dã di cư, đi ngược với tinh thần chỉ đạo chung của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây cũng phần nào trả lời cho câu hỏi lý do gì khiến cho tình trạng săn bắt, buôn bán chim hoang dã, chim di cư vẫn cứ lặp đi lặp lại mỗi năm. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ quốc lộ 1A đi Ninh Lâm, thị trấn Hà Trung được khởi công từ tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư và nhà thầu thi công vẫn không có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Vì vậy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuyến đường từ quốc lộ 1A đi Ninh Lâm, thị trấn Hà Trung có chiều dài 0,36 km, được nâng cấp cải tạo theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện Hà Trung với tổng kinh phí khoảng 8,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ 70%, ngân sách thị trấn Hà Trung 30% và Ủy ban dân thị trấn Hà Trung được giao làm chủ đầu tư. Thời gian thi công từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023. Mục tiêu của dự án là nâng cấp cải tạo mạng lưới hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho người dân sinh sống trong khu vực đi lại thuận tiện, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, dự án thi công đã hơn một năm, quá thời hạn ghi trong hợp đồng, nhưng nhiều hạng mục công trình vẫn còn dang dở. Bên cạnh đó, mặc dù công trường đang trong thời gian thi công, nhưng không có biển báo và hệ thống cọc tiêu để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Cái đơn vị thi công này người ta cũng làm không thiếu trách nhiệm, là người ta không làm không gọn gàng, khi nó cản trở cái lối đi lại của các cháu, đấy thì rất là bức xúc. Tôi cũng như bao nhiêu người dân ở đây thôi, có con đi học, mà tất cả không, kể cả những người không có con đi học thì rất mong cái tuyến đường này làm lại cho nó gọn gàng lại, trả lại một cái mặt bằng cho nó thông thoáng cho người ta đi, cho dân người ta đi lại cho đỡ vất vả. Được biết, dự án đã dừng thi công từ tháng 5 năm 2023 do thiếu kinh phí. Vì vậy, tuyến đường giờ nham nhở gạch đá và công rãnh chưa được xử lý, khiến giao thông đi lại khó khăn và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao, nhất là khi trời mưa vào đêm tối vì thiếu hệ thống đèn chiếu sáng. Chủ đầu tư cho biết đang khẩn trương khắc phục khó khăn về nguồn vốn và sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công bổ sung ngay các phương án đảm bảo an toàn trên tuyến đường. Trước cái thực trạng nhân dân phản ánh là tuyến đường thi công chậm, gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và đi lại của các phương tiện ấy, thì cái vấn đề này thì địa phương chúng tôi cũng đã nắm bắt được.
và cũng do cái điều kiện khó khăn về nguồn vốn giải ngân, chúng tôi cũng trong thời gian tới thì chúng tôi một mặt chúng tôi cũng sẽ yêu cầu đơn vị thi công là thực hiện các cái biện pháp để đảm bảo an toàn trong thi công, để đảm bảo cái sự an toàn trong việc lưu thông sinh hoạt, lưu thông đi lại các phương tiện và không ảnh hưởng đến cái đời sống của bà con, của nhân dân gần tuyến đường, xung quanh tuyến đường. Và một mặt nữa là chúng tôi cũng sẽ thực hiện các cái biện pháp và xúc tiến đẩy nhanh cái tiến độ thi công cái dự án này để sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng. Mong muốn của người dân và phụ huynh học sinh hai trường tiểu học và trung cơ sở thị trấn Hà Trung là sớm được đi lại trên con đường bằng phẳng, thông thoáng và an toàn. Vì vậy, chủ đầu tư và nhà thầu thi công cần đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như có biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công dự án để đưa tuyến đường vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, xã Xuân Du, huyện Như Thanh từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng đào. Những năm gần đây, nhiều người dân trên địa bàn xã đã chuyển hướng đưa những cây trồng mới về trồng thử nghiệm trên đất Xuân Du, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2021, anh Hoàng Văn Tuấn, bí thư đoàn thanh niên xã Xuân Du đã cải tạo khu vực đất hoang hóa cằn cỗi này để trồng thử nghiệm giống nho Kyoho Nhật Bản và nho sữa Hàn Quốc. Nhờ có hợp đồng chuyển giao công nghệ, bao tiêu sản phẩm, việc trồng nho thử nghiệm đã thành công. Anh Tuấn ước tính 7.000 m2 trồng nho sẽ cho lợi nhuận hơn 700 triệu đồng trong năm nay. Cây nho thì phát triển rất là tốt, có thể nói là rất phù hợp với đồng đất của quê hương Xuân Du chúng tôi và mang lại cái hiệu quả giá trị kinh tế cao so với cây đào, cây lúa và một số cây truyền thống trên đất đồng đất của quê hương. Thì cây nho có tiềm năng phát triển và cho cái giá trị kinh tế cao, đồng thời tạo được cái công ăn việc làm cho người lao động. Trên địa bàn xã Xuân Du, nhiều hộ dân cũng đã đưa thêm các cây trồng mới vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như thanh long ruột đỏ, hoa, cây cảnh. Đến nay, Xuân Du đã xây dựng thành công sản phẩm thanh long ruột đỏ xếp hạng OCOP 3 sao với sản lượng hàng năm khoảng 260 tấn. Cấp ủy chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, vận động người dân hướng tới sản xuất các sản phẩm nông sản an toàn, phát triển các mô hình sản xuất mới. Địa phương hết sức quan tâm đến cái lĩnh vực phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện cho công dân được đi tập huấn, tiếp cận với các cái mô hình tiên tiến. Hàng năm rà soát lại các cái quỹ đất mà do xã quản lý để tập trung lại giao cho các cái cá nhân cũng như là tổ chức có cái năng lực để tập trung phát triển. Xã Xuân Du, huyện Như Thanh xác định mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả, hoa, cây cảnh. Từ đó góp phần xây dựng xã Xuân Du trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Như Thanh trong thời gian tới. Được triển khai từ năm học 2021-2022, môn giáo dục địa phương là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, giảng dạy ở tất cả các cấp học. Tuy nhiên đến nay, tại tỉnh Thanh Hóa, năm thứ 3 triển khai thực hiện, môn học này vẫn đang gặp không ít khó khăn. Trong đó, thiếu giáo viên và tài liệu giảng dạy là những khó khăn lớn nhất. Giáo dục địa phương là môn học cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội của địa phương, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương. Kỳ vọng là vậy, nhưng sau 3 năm triển khai, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có giáo viên chuyên ngành để giảng dạy môn học này. Các nhà trường mặc dù đang thiếu giáo viên nói chung, vẫn phải tăng cường thêm giáo viên các bộ môn liên quan kiêm nhiệm giảng dạy. Khó khăn về đội ngũ. Đội ngũ thì chưa có giáo viên đào tạo để dạy riêng cái bộ môn giáo dục địa phương mà nhà trường phân công dựa trên cái thực tiễn của đội ngũ giáo viên nhà trường. Đó là bộ phận chuyên môn phân công, nhà trường phân công cho các thầy cô giáo dạy môn lịch sử và môn địa lý để trực tiếp dạy môn giáo dục địa phương của các lớp 6, 7, 8. Nhà trường là giáo viên còn phải đi liên trường và thiếu giáo viên so với định biên. Cho nên là khi mà phân công giáo viên để mà dạy theo các chủ đề là nó cũng còn rất nhiều bất cập, để mà khi xếp được cái thời khóa biểu cứ mỗi một tháng là phải thay thời khóa biểu một lần, nó rất là khó khăn. Nội dung của nó là tích hợp cả 7 môn. Như vậy là với cương vị nhà tôi là giáo viên môn văn thì nó có cái thuận lợi của khi dạy những chủ đề có liên quan đến môn văn. Để dạy được các cái chủ đề còn lại thì buộc giáo viên thứ nhất là phải tìm tòi, tự tìm tòi khai thác cái nguồn tư liệu trên mạng, rồi học hỏi đồng nghiệp,
không đúng với chuyên môn của mình thì anh theo tôi nó chỉ hoàn đến mức độ là anh chỉ dạy hoàn thành cái bài dạy đó thôi, chứ còn mức độ sâu sắc đến mức độ để mà thầy cảm thấy hài lòng với cái bài đó, học sinh tiếp thu được tất cả những cái tinh túy nhất của bài học hay là học sinh hài lòng là có lẽ là cũng có thể là chưa. Đấy, nó có bất cập là như vậy trong cái môn nội dung giáo dục địa phương. Hiện nay các nhà trường còn gặp khó khăn bất cập nữa là chưa có tài liệu giáo dục địa phương. Tài liệu này được giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh biên soạn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định, sau đó gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quy định. Nội dung này được thực hiện theo cái lộ trình mà đổi mới chương trình sách giáo khoa, tức là đầu năm đầu tiên là xây dựng chương trình cho lớp 1, năm tiếp theo là lớp 2, lớp 6 và tiếp nữa lớp 3, lớp 7, lớp 10. Thế thì Thanh Hóa cũng là một trong những tỉnh là đã ban hành được cái tài liệu giáo dục địa phương đến nay là của lớp 1, lớp 2, lớp 6. Và gần như là cũng là dẫn đầu cả nước trong cái việc ban hành sớm tài liệu này. Tuy nhiên nếu so với cái chương trình giáo dục phổ thông mới để triển khai theo các năm học thì vẫn là chậm. Phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo cho cán bộ giáo viên căn cứ vào cái định hướng của Sở Giáo dục để tìm hiểu thêm, tìm tòi thêm những cái tài liệu từ các cái tư liệu lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội và chủ yếu là trên mạng thông tin thì nó cũng cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên là không có sách thì cái việc đó cũng chỉ mang tính chất chủ quan của các nhà trường và giáo viên thôi. Còn chưa có một cái tài liệu nào nó mang tính chất thống nhất. Đối với các khối lớp, đó là khối lớp 3, lớp 4 và khối lớp 7, khối lớp 8 là nhà trường chưa có cái tài liệu được biên soạn theo cái nội dung chương trình và chỉ nghiên cứu qua các cái nguồn kênh thông tin. Giáo viên xây dựng và bài dạy và triển khai dạy học đến học sinh. Những cái nguồn tài liệu này thì rất là khó khăn cho cái việc soạn bài giảng cho giáo viên và cũng như cái việc mà kiểm định về cái nội dung, cái tính minh xác, tính chính xác của cái nội dung bài giảng. Để xây dựng được một bài dạy thì chúng tôi mất rất là nhiều thời gian để đi tìm tòi kiến thức, và sau khi tìm tòi xong lại còn phải là kiểm tra lại xem cái kiến thức, nguồn kiến thức đấy nó đã chính xác hay chưa. Cái khó khăn nữa là đối với học sinh, bởi vì là học sinh chưa có sách giáo khoa nên là cái việc mà các em chuẩn bị bài ở nhà cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Dạy học giáo dục địa phương phải đạt về kiến thức, kỹ năng, đảm bảo thiết thực phù hợp với lứa tuổi, trình độ, định hướng nghề nghiệp của học sinh để làm cơ sở đánh giá kết quả giáo dục học sinh. Những yêu cầu này đòi hỏi sự vào cuộc và nỗ lực của toàn ngành giáo dục, trong đó những khó khăn bất cập cần được sớm khắc phục để các nhà trường, giáo viên và học sinh yên tâm học tập, giảng dạy, đáp ứng tốt nhiệm vụ, yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Thanh Hóa là vùng đất hội tụ đa dạng và phong phú các giá trị văn hóa truyền thống của 7 dân tộc anh em. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiều câu lạc bộ văn hóa dân gian được thành lập, không chỉ làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân, mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc. Câu lạc bộ Xuân Phả tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân ra đời cách đây hơn 30 năm. Nhờ nhiệt huyết của các thế hệ thành viên tham gia câu lạc bộ, đến nay năm trò diễn Xuân Phả đã được phục dựng đầy đủ. Với những giá trị to lớn về lịch sử và nghệ thuật diễn xướng dân gian, tháng 9 năm 2016, trò diễn Xuân Phả được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến nay, câu lạc bộ Xuân Phả tự hào có một nghệ nhân nhân dân và 15 nghệ nhân ưu tú. Trong quá trình tổ chức duy trì cái hoạt động này thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn về mặt kinh tế, khó khăn về các điều kiện về cơ sở vật chất. Thế nhưng mà với cái đam mê và với để bảo vệ cái truyền thống của quê hương thì cái tinh thần của mỗi một người dân xã Xuân Trường nói chung và những người trực tiếp làm như anh em chúng tôi nói riêng thì đều thể hiện được cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Mình tự hào là mình là người được gìn giữ cái bản sắc dân tộc của quê hương, nên là cứ hàng năm thì chúng tôi cũng cứ truyền dạy cho các cháu nhỏ nhỏ đấy ở trong các trường hoặc thôn xóm cũng biết, các cháu bé tí cũng biết làm trò Xuân Phả, rồi nghe bác dạy những cái làn hát ấy, rất là hay, nó nghịch nhau lắm, nó đối nhau hay lắm. Hiện nay toàn tỉnh Thanh Hóa có 120 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian đang hoạt động với trên 4.000 hội viên. Với tâm huyết và sự nỗ lực không mệt mỏi, các thành viên câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian đã tiếp thu tinh hoa từ các nghệ nhân người cao tuổi để bồi đắp và làm phong phú các giá trị văn hóa phi vật thể. Đồng thời các câu lạc bộ này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hành và trao truyền các giá trị quý báu đó cho thế hệ trẻ. Nhờ sự đóng góp tích cực của các nghệ nhân dân gian và các câu lạc bộ, nhiều giá trị văn hóa dân gian đặc sắc xứ Thanh được phục dựng và phát triển như
trò diễn Xuân Phả, dân ca Đông Anh, hò Sông Mã, biểu diễn cồng chiêng, xếp bùa, trò diễn cồn bông. Hàng năm, lễ hội truyền thống lớn nhỏ ở tất cả các vùng miền trong tỉnh cũng đã được phục dựng và duy trì. Đặc biệt đến nay, Thanh Hóa đã có 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thành lập các câu lạc bộ. Và đây cũng là một sản phẩm du lịch cộng đồng của huyện gắn với các cái khu du lịch cộng đồng huyện đang xây dựng. Song song với việc đó thì huyện hỗ trợ về trang phục cho các nghệ nhân và các đội văn nghệ, hỗ trợ về đạo cụ, trang thiết bị cho các cái hoạt động gắn với các cái di sản, ví dụ như sườn giao duyên, ví dụ như phường trúc, rồi tết nhảy. Cái này huyện đã gắn vào cái việc cho các câu lạc bộ và cấp kinh phí từ năm 2020 đến nay. Nhờ tài năng tâm huyết của đông đảo thành viên, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian đã và đang đóng góp tích cực cho việc phục dựng, bảo lưu và phát huy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống, qua đó góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc của xứ Thanh. Đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn hay còn gọi là mũ thời trang không những không bảo vệ được phần đầu của người tham gia giao thông khi xảy ra sự cố mà còn có nguy cơ nguy hiểm cho người sử dụng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có tới 89% mũ bảo hiểm trên thị trường không đạt chuẩn. Bởi vậy, cần hạn chế và từng bước chấm dứt tình trạng sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Trên đường phố, không khó để nhận biết người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy hay xe đạp điện sử dụng những chiếc mũ bảo hiểm không đạt chuẩn hay còn gọi là mũ thời trang khá phổ biến. Điều đáng nói là không chỉ thanh thiếu niên mà nhiều người lớn tuổi cũng sử dụng những chiếc mũ này. Lý do đưa ra cũng rất đơn giản. Thực ra là cái này mũ này thì bọn em biết là cũng không an toàn nhưng mà cơ bản cũng không phạt nên là bọn em vẫn cứ đội ạ. Tại vì cái mũ kia thì nó nặng với lại nó đội nó đau đầu, nó bí ấy, nên là bọn em chọn cái mũ này. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tại Việt Nam, tỷ lệ người tham gia giao thông đội mũ giả, mạo mũ bảo hiểm, mũ lưỡi chai nhựa khá cao, trung bình khoảng 20% trên cả nước. Số liệu dựa trên 2,5 triệu quan sát thực tế người tham gia giao thông trên toàn quốc. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng chỉ ra rằng đội mũ bảo hiểm chất lượng tốt có thể làm giảm 69% chấn thương sọ não và giảm 42% khả năng tử vong đối với người ngồi trên mô tô, xe máy khi xảy ra va chạm giao thông. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông khi đi mô tô, xe máy, ngay từ năm 2014, các ngành chức năng đã ban hành quy định xử phạt việc đội mũ bảo hiểm không đúng quy định, nhưng sau đó phải tạm dừng thực hiện bởi không dễ để xử phạt hành vi này. Nguyên nhân là do chưa có thiết bị phân biệt được mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không chuẩn, mà chỉ dựa trên nhận diện bằng mắt thường và thông tin hướng dẫn về loại mũ bảo hiểm đủ 3 lớp. Trong khi đó, tại những nơi kinh doanh mũ bảo hiểm cũng rất khó xử lý đơn vị sản xuất và người bán bởi những chiếc mũ bảo hiểm kém chất lượng thường được núp bóng dưới cái tên nón thể thao hay mũ thời trang. Cái mũ bảo hiểm nó khác với cái mũ thời trang. Đấy, vì cái mũ thời trang đó là nó chỉ là có cái lớp nhựa mỏng không thôi. Nhưng mà cái đấy thì thường là thanh niên, các bạn thanh niên đội để cho nó hỏng mái tóc thôi. Nhưng mà cái đó nó không an toàn trong cái vấn đề tham gia giao thông. Cho nên chủ yếu nên là cũng nên nhắc nhở các cháu là nên đội cái mũ bảo hiểm có chất lượng. Nó đầy đủ, có lớp xốp rồi có bảo vệ đoạn kia. Thế còn chính quyền thì cũng chắc rất nhiều rồi. Nhưng mà nếu như mà các cháu mà nó không tiếp thu và nó vẫn cứ có những cái hành vi như thế thì cũng nên phải có cái hành, có biện pháp để xử phạt đấy. Xe máy, xe mô tô vẫn là phương tiện đi lại phổ biến của phần lớn người dân Việt Nam. Và theo nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, đây tiếp tục là phương tiện phổ biến trong tương lai từ 5 đến 10 năm tới, thậm chí xa hơn. Việc đảm bảo an toàn giao thông cho người ngồi trên xe máy, xe mô tô cần nhiều yếu tố và mũ bảo hiểm được coi là một trong những giải pháp chi phí thấp, an toàn và hiệu quả. Tại các khu vực đô thị, trong đó có thành phố Thanh Hóa, dịch vụ thức ăn đường phố ngày càng phát triển. Với ưu điểm thuận tiện, giá cả phải chăng và món ăn đa dạng, nên các quán ăn vỉa hè vẫn là lựa chọn của nhiều người, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, đây cũng chính là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Một buổi kiểm tra an toàn thực phẩm của phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Một số hạn chế trong việc kinh doanh thực phẩm đã được chỉ ra như trang thiết bị dụng cụ chưa đảm bảo, chưa có nơi để dụng cụ vệ sinh, thu gom rác thải, trang phục, vệ sinh cá nhân của người kinh doanh thức ăn đường phố chưa đúng quy định. Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa hiện có hơn 100 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Việc kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm được phường thực hiện thường xuyên liên tục. Thông qua việc kiểm tra từng nội dung cụ thể tại các cơ sở, cơ quan chức năng đã chỉ ra những lỗi còn mắc phải, những nội dung thực hiện chưa đúng, chưa đủ để các cơ sở có biện pháp khắc phục kịp thời. Bên phường có sang
để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thì gia đình tôi đã chấp hành mọi thứ là khá tốt, tuy nhiên là còn những cái còn hạn chế thì cơ sở kinh doanh của gia đình sẽ cố gắng khắc phục để tới tay người tiêu dùng được những cái sản phẩm sạch sẽ tốt nhất ạ. Thành phố Thanh Hóa có số cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn đường phố lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa với trên 1.300 cơ sở. Số lượng cơ sở lớn lại có tính biến động nên việc quản lý loại hình sản xuất và kinh doanh này của thành phố gặp nhiều khó khăn. Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo ủy ban dân các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng sử dụng thức ăn đường phố. Cùng với đó, các địa phương đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Chúng tôi phải tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, đặc biệt là nhiệm vụ của tổ giám sát cộng đồng ở khu dân cư. Thì 8 tổ dân phố thì chúng tôi đã có thành lập tổ giám sát cộng đồng của 8 tổ dân phố. Và chức năng của tổ giám sát cộng đồng thì sẽ thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện và báo cáo về ban chỉ đạo quản lý, ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm phường. Để chúng tôi sẽ có đoàn kiểm tra đột xuất khi mà có được báo rằng cơ sở có dấu hiệu vi phạm. Thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử lý kịp thời. Mỗi khi mà phường tổ chức các cái lớp học tập huấn ấy, là mình đều phải tham gia. Mình đến đó là mình có thể nắm bắt được những cái kiến thức về an toàn thực phẩm. Hơn nữa là bản thân mình cũng luôn luôn phải đi khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định để đảm bảo rằng là mình sức khỏe tốt. Và khi mà mình làm những cái món ăn nó phải đảm bảo vệ sinh cho các bạn nhỏ ăn. Thông tư số 30 ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế quy định cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố phải đảm bảo đủ nước sạch, có dụng cụ riêng gắp thức ăn chín, không để lẫn thức ăn chín với thức ăn sống. Người trực tiếp làm dịch vụ chế biến kinh doanh thức ăn phải được tập huấn kiến thức và khám sức khỏe định kỳ. Nhân viên phải đeo tạp dề, khẩu trang, đội mũ khi bán hàng, có dụng cụ chứa đựng chất thải tại nơi kinh doanh. Đối chiếu những quy định này với thực tế chúng tôi quan sát được thì hầu hết các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố đều chưa đáp ứng đầy đủ. Do vậy, việc quản lý loại hình kinh doanh này cần được siết chặt hơn nữa nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc vừa tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã tháng 11 năm 1953, tháng 11 năm 2023. Tháng 11 năm 1953, xã Vĩnh Phúc được chia thành 3 xã là Vĩnh Phúc, Vĩnh Long và Vĩnh Hưng. Đồng thời, chi bộ xã Vĩnh Phúc mới cũng được thành lập với 105 đảng viên. Kể từ năm 1953 đến nay, Đảng bộ xã Vĩnh Phúc không ngừng trưởng thành, lớn mạnh cả về tư tưởng chính trị và tổ chức, đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thắng lợi quan trọng. Từ một xã nghèo khó khăn của huyện, đến nay Vĩnh Phúc đã vươn lên trở thành xã phát triển vững mạnh với tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2015-2020 đạt 16% một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 2%. Năm 2018, xã đã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và đang phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Công tác xây dựng đảng có chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Ghi nhận những thành tích đạt được trong 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Phúc đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp này, xã Vĩnh Phúc đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Hôm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt và trao tặng bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho cô giáo không tay Lê Thị Thắm. Cô giáo Lê Thị Thắm sinh năm 1998 tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ khi sinh ra đã bị khuyết đôi tay, nhưng cô Thắm luôn nỗ lực học tập và rèn luyện, trở thành tấm gương vượt khó, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò. Năm học 2023-2024, Lê Thị Thắm được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đặc cách tuyển dụng viên chức, phân công về dạy học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Thịnh, huyện Đông Sơn. Theo công bố mới đây của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cô giáo Lê Thị Thắm là một trong 20 cá nhân của cả nước giành giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2023. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã tặng bằng khen và phần thưởng 10 triệu đồng cho cô giáo Lê Thị Thắm, động viên cô tiếp tục nỗ lực vượt qua tật nguyền, đóng góp cho ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11, chiều qua, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên thông qua chương trình phiên tòa giả định,
vụ án hình sự xét xử tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tại phiên tòa giả định, các thành viên trong đội xung kích tuyên truyền pháp luật đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là những thẩm phán, kiểm soát viên, luật sư, thư ký tòa đang công tác tại các cơ quan tư pháp nội chính đã trực tiếp nhập vai thành viên hội đồng xét xử, kiểm soát viên, luật sư bào chữa, nạn nhân, bị cáo. Thông qua hình thức tuyên truyền bằng những biện pháp tố tụng hình sự, phiên tòa giả định sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về luật bảo vệ trẻ em và những mối nguy hại về xâm hại tình dục trong cuộc sống, góp phần ngăn ngừa những vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em. Hoạt động tuyên truyền bằng hình thức phiên tòa giả định được xem là một cách làm đổi mới trong công tác tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên trong tình hình hiện nay. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên về hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của giới trẻ hiện nay. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.